Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì clip hôm nay mình muốn thông báo với mọi người biết một tin là mình đã bị phá sản rồi mọi người ạ. Phá sản rồi mọi người ạ. Thì do những ngày qua mình đã mải chơi thì mình đã bị phá sản. Bây giờ mình đang nợ một số tiền, đó là gần 1 tỷ đồng mọi người ạ. Gần 1 tỷ đồng mọi người ạ. Mình không tiện nói lý do vì sao mình chơi cái gì bị phá sản mọi người ạ. Nên là hôm nay mình quay một cái clip này để thông báo mọi người là clip hôm nay mình sẽ bán chiếc xe Z1000 của mình đi mọi người ạ. Phá sản rồi. Khả năng là mình với thằng Minh Vương sẽ phải đi ra ngoài ăn xin mọi người ạ. Bây giờ mình cần một khoản tiền trả nợ gấp, phải trả trong vòng 1 tuần mọi người ạ. Thế nên là mình không xoay đâu ra được tiền. Mình đã bán hết điện thoại. Thì con Z1000 này thì mình cũng mới mua thôi. Mình mua được 2 tháng mọi người ạ. Nhưng bây giờ có mỗi con Z1000 này là tài sản lớn nhất của mình. Thế nên là mình phải bán nó đi để trả nợ mọi người ạ. Thì con này giờ mình bán đi được khoảng 300 triệu. Thì bán con này đi thì cũng trả được một phần. Xong rồi về mình khả năng mình đi vay mượn bạn bè anh em một chút để trả nợ mọi người ạ. Đấy. Thì nhân cái clip này mình cũng khuyên mọi người là không lên gọi là mải chơi hư hỏng như mình nhá mọi người nhá, để ra lông nỗi này. Nói chung là hôm nay mình quay một clip để tạm biệt em Z1000. Đó, đây em Z1000 này là bao nhiêu công sức mình đã cố gắng tiết kiệm rồi làm việc để có tiền mua nó, nay phá sản rồi. Thôi thì bây giờ mình bây giờ mình đang khó khăn thì bây giờ tài sản thì cũng phải bán đi thôi. Thôi mọi người ạ, thì bây giờ mình phải đi bán xe luôn, không thì người ta chờ ấy. Thôi bây giờ thì chắc là mình chạy xe lần cuối mọi người ạ. Buồn quá. Hôm nay là lần cuối cùng mình được chạy xe Z1000. Thì mình đã bán Z1000 rồi nhá mọi người nhá. Thì mình vừa đi bán Z1000 về rồi. Đấy thì bây giờ mình còn mỗi con Segway thôi. Đấy, mọi người nhìn không? Giờ hai anh em mình còn đúng con Segway này. Nên là anh em mình sẽ quyết định là đi chạy xe ôm kiếm tiền để trả nợ mọi người. Đấy thì là anh em mình quyết định là đi làm xe ôm nhá. Còn Minh Vương thì làm ăn xin mọi người. Đây, xin từ nãy giờ người ta cũng gọi là cho được 6.000. Đấy mọi người ạ, thì mình không nghĩ là mình ra lông nỗi này đâu. Ui, anh cứ lạ lần đấy. Ui em ơi, thằng nào đi phân khối lớn ai nhỉ? Ấy à, được quá nhỉ? Ui. Em ơi, ra sát xin tiền. Anh có lòng tốt cho bọn em xin mấy đồng. Bọn em mấy ngày hôm nay không được ăn gì rồi. Sao? Ăn xin à? Vâng, bọn em ăn xin. Ăn xin thì chất chơi này, dày do đơn. Dạ. Tóc vàng. Khổ, xin này. Khổ quá, chả là như thế này anh ạ. Bọn em là trước là cũng giàu có lắm ấy. Nhưng mà do gọi là mải chơi, gọi là bị phá sản anh ạ. Vâng, bây giờ anh xem anh cho bọn em xin ít tiền. Trông anh đi phân khối lớn này. Những người có tiền ăn gì chưa? Đi phân khối lớn này kiểu gì có tiền đúng không? Hai anh em mấy ngày hôm nay không ăn gì rồi nhá. Mấy ui giời ơi. Anh đi tối nay có cơm ăn này. Ui giời ơi, em đội ơn anh đi ui giời ơi. Vâng, em cảm ơn nhá. Ăn no nhá. Vâng, thế anh đi nhá. Ăn cơm rồi anh ơi. Dày quá em ơi. Đấy mọi người ạ, mình gặp khách sụp. Cho hẳn 100.000. 100k luôn. Đấy mọi người này, từ sáng giờ xin được có 3 người, mỗi người cho 2.000. Hôm nay được gặp khách sụp. Cho hẳn 100k. Đúng anh đại gia, khác đi phân khối lớn mà. Lớn rồi. Tối nay anh em mình có cơm để ăn có rồi cơm, em ạ. Có cơm tối rồi. Đấy. Ok mọi người ơi, thì lúc nãy là mình chỉ làm một cái clip vui để cho mọi người xem thôi. Đấy thì mình trêu mọi người tí thôi, mình không bị phá sản nha. Thì cái đầu clip là mình đi bán Z1000 ấy, thì là đúng là mình bán Z1000 thật mọi người ạ. Nhưng mà bán Z1000 đi để mua Kawasaki ZX10G. Oh, yes. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow,
I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone, I guess it's. Yeah, mọi người ạ, hôm nay là mình bán xe 1.000 đi để mình mua Kawasaki ZX10R nhá mọi người nhá. Đấy thì đây là xe mình mua nhá, chứ không phải là mình nói phét cho mọi người à. Xe mình mua thật đấy. Được chưa? Mình không bị phá sản nhá, cho mọi người tí thôi. Nói chung là đây cũng là con xe mà mình mơ ước cũng khá là lâu rồi. Thì mình đọc được comment của các bạn ấy, các bạn bảo là anh chuyển qua chạy sport đi, anh chạy lếch nhá, nhìn nó không ngầu ấy. Chạy sport nó ngầu hơn. Nhưng mà nói thật với các bạn là sport đắt tiền quá. Sau gọi là một thời gian gọi là đắn đo suy nghĩ, chạy chán Z1000 rồi, thế là mình quyết định là mình đổi sang ZX10R. Đấy. Con này tiết lộ giá cho các bạn biết nha. Lửa tỷ. Đấy, 500 củ, gần 500 củ đấy. Mọi người qua nhìn này, đẹp chưa? Wow, Kawasaki ZX10R. Đây là đam mê của mình và mơ ước của mình rất là lâu rồi. Và cuối cùng là mình cũng có thể tự tay mua được. Em nó tự tay kiếm tiền mua, không xin bố mẹ một bất kỳ một đồng nào. Wow, quay cho mọi người xem vòng quanh. Quá đẹp, quá chất luôn. Đó, nhìn nó ngầu thề luôn. Thì xe này mình đã gọi là độ bô cho nó rồi. Đấy, mọi người nhìn chưa? Đây là bô SC Prorex. Đấy, bô này nổ thực sự là quá kinh khủng luôn, quá phê luôn. Đây mọi người có thể thấy là có dương cassette ở đây. Đấy, bô thương hiệu mình luôn. Bô này là mình được một người bạn tặng cho mình nha. Đó, và khắc tên dương cassette luôn lên trên cây bô này. SC Prorex. Hàng này không biết, mình cũng không biết là hàng real hay là hàng fake, nhưng mà chắc mình nghĩ là bô tặng thì chắc là tặng hàng fake thôi, chứ còn bô này mà hàng real của nó phải mấy chục triệu. Nói chung là, nhưng mà mình thấy bô này lổ rất sướng nha. Rồi, cổ titan. Đó. Mình thì mình không biết review gì nhiều về xe đâu. Mình chỉ cũng quay cho mọi người xem thôi. Đấy. Mình bật đồng hồ lên cho mọi người xem nhá. Đấy. Đây. Con này đi được 299 luôn. 299 km/h. Đó. Con này là Super Sport nha. Nó là xe gọi là phân khối lớn đẳng cấp nhất của dòng Kawasaki, gọi là phải nói như nào nhỉ? Trong phân khúc mình cũng không biết gì về xe lắm, nên là mình không biết review như thế nào. Nói chung là con này là nó là dòng gọi là sport 1000 phân khối đẳng cấp của thương hiệu Kawasaki. Đấy, Kawasaki ZX bây giờ. Đây, còn đây là logo H2 nha. Logo H2 mình dán lên cho đẹp. Đó. Quay tổng thể cho mọi người xem. Wow. Đó, thì mình có 1m65 thôi, nặng 50 cân, chạy một con sport 1000 phân khối. Thì bạn nào mà đam mê mô tô GP thì chắc chắn cũng biết là sport nó đắt tiền như nào rồi. Đấy, con Z1000 mua mới của nó chỉ khoảng tầm 400 triệu, hơn 400 triệu một tí thôi. Nhưng mà con ZX10R này của mình mà mua mới nó phải tầm 600 triệu cơ. Đó. Nói chung là có cả xe cả đến tiền tỷ cơ. Wow, đẹp chưa? Đó. Hôm nào mà lên nhà anh tới tài tử, anh tới tài tử mà có xem được cái clip này nhá, xác định nhá, hôm nào em phi ZX lên em gạ đua với anh luôn. Thì con ZX10R này lên khá nhiều đồ chơi luôn. Đây thì cái trợ lực này là theo xe luôn này, trợ lực Olin, trợ lực điện theo xe. Đây là phanh Brembo này. Đấy. Nói chung là mình không biết nhiều về xe lắm đâu, mình chỉ biết chạy xe thôi. Đấy. À, đây thấy mình thấy bảo con này là có cả phuộc sô qua này, phuộc sô qua này, thấy bảo mua mỗi cái phuộc này thôi đã 100 triệu rồi. Sợ thật. Không hiểu cái phuộc này nó có cái gì đâu mà sao nó đắt thế. 100 triệu cái phuộc này. Đấy, thì xe mình cũng lên vài miếng carbon này nhá mọi người nhá. Đấy, carbon này. Đấy, trong tương lai mình sẽ lên một ít carbon nữa cho xe nó đẹp hơn. Đây, carbon này. Đấy. Kính này là kính, cũng là kính độ luôn, kính Zezo. Zero Gravity. Kính này cũng đắt tiền. Đó.
Ok mọi người, thì mình đã về nhà rồi. Đấy, thì hôm nay là một cái clip là mình đi mua xe mới thì mình quay lại cho mọi người xem thôi. Đấy, thì mình đã bán Z1000 đi và mua ZX10R nha mọi người nhá. Đấy. Nói chung là bây giờ vẫn vui. Đấy. Cảm giác mua xe lần nào mà mua xe mới ấy, cảm giác nó cứ kiểu nó hồi hộp xong nó vui lắm mọi người ạ. Thì con này mình mua của một anh ở trên Hà Nội, ship xuống Quảng Ninh. Nói chung là con này bây giờ ở Quảng Ninh là duy nhất, chỉ có một con duy nhất, không có con thứ hai nhá mọi người nhá. ZX10R ở Quảng Ninh mình chỉ có duy nhất một con và do mình sở hữu. Đoạn đầu mình trêu mọi người tí thôi. Clip hôm nay là mình đi mua xe. Đấy. Thôi thì mình xin kết thúc clip ở đây nhá mọi người. Nhớ đón xem clip tiếp theo của mình nha. Ok, chào tất cả mọi người. Bye bye.